Xin chào bác Niệm. Dạ, chào anh Khanh đúng không? Dạ, chào anh. Rồi, anh có muốn nói gì khoảng chừng vài phút trước khi mình bắt đầu không? Rất là cảm ơn bác Niệm rất là nhiều. Cảm ơn bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng người bác đã dành thời gian để hướng dẫn hỗ trợ cho cái hoạt động quản lý chất lượng của bệnh viện, và mong rằng nay và cái góp ý của bác trong những thời gian tới sẽ góp phần làm cho cái hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện tại bệnh viện Nhân Ái ngày một tốt hơn. Xin cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh Cửa sổ của Niệm sẽ để có hai ngăn, một cái ngăn chính đó, để trình bày cái bài trình chiếu, và một cái ngăn bên kia là cái giao diện của cái app trên điện thoại để cho mọi người làm quen dần. Ngày này sẽ đi vô cái chương trình chính. Hôm nay không có theo giống như cái kỳ vọng của các bạn Thảo, là không phải là hướng dẫn để cho các bạn thiết kế cái app, mà hướng dẫn sử dụng cái app mà Nhi Đồng 1 đã sử dụng 2 năm, bây giờ tùy biến lại cho nó phù hợp với nhu cầu của bệnh viện Nhân Ái của mình. Cái mục tiêu của ngày hôm nay làm sao mình đạt được ba cái này là coi như ok. Cái thứ nhất là mình biết cái cấu trúc của một bản kiểm số. Mình làm bản kiểm trên giấy rồi, mọi người mấy bữa cũng đã làm một số cái bản kiểm gửi cho Niệm để đưa lên app đó. Mình phải rành cái này, làm bản kiểm số làm sao cho nó đạt yêu cầu về cấu trúc, thì như vậy nó sẽ chạy đúng và cái chỉ số của mình theo nhóm nó mới chất lượng. Cái ứng dụng này được thiết kế để nó tùy biến rất là linh hoạt, mình muốn đưa bất kỳ cái nhóm chỉ số nào vào đều được. Cái thứ hai là giám sát thì trên ứng dụng thì nó không khó, nhưng mà mình nên thực hành điền đúng cái trình tự để đảm bảo cái chất lượng thông tin, không nó sẽ có thể bị khuyết dữ liệu. Và cái thứ ba là mình biết được cái trình tự để xem và nhận được cái kết quả chỉ số. Thì lưu ý là để mà đọc được cái chỉ số cho một cách chính xác thì mình phải có học thêm cái kiến thức về những cái biểu đồ thống kê trong quản trị. Rồi, thì phần cuối chắc là Niệm sẽ giới thiệu cái trang để bạn nào muốn học thêm tí về control chart rồi chẳng hạn, Pareto, thì mình có thể lên cái trang đó mình học, có cái bài trực tuyến. Với cái mục tiêu đó thì nội dung sẽ gồm có ba cái phần chính ha, về hướng dẫn những vấn đề chung, hướng dẫn cách dùng ứng dụng, xem kết quả và mình ra quyết định như thế nào. Mình đang sử dụng cái ứng dụng này là nó là một sản phẩm của công nghệ thông tin, thành ra mình cũng nên tìm hiểu sơ qua, nếu ai thì mình coi như mình ôn lại. Mình cũng biết một tí xíu về cái cách gọi là các mức độ của ứng dụng công nghệ thông tin ha. Hay ở đây có slide này nói là hiểu đúng về chuyện của số. Đầu tiên là mình chuyển từ giấy qua số thôi, từ cái phiếu ghi tay qua cái dữ liệu số, mình có thể gõ vô hoặc Excel hay gì đó, nó là khá là đơn giản. Bước thứ hai là chuyển qua cái bước gọi là quá trình số, một cái quá trình công việc của mình số hết toàn bộ. Nhưng mà nếu mình làm như vậy á, thì ban đầu thấy nó cũng tốt, nó sẽ tốt hơn giấy hơn rất nhiều. Tuy nhiên lâu dài khi mình làm một khối lượng lớn á, thì mỗi quá trình nó là rời nhau, nó chúng ta sẽ lúc sau á, sẽ rất là khó khăn. Thành ra mình cần phải phấn đấu chuyển tới một cái trạng thái cuối gọi là chuyển đổi số. Chuyển đổi số là nó phải liên kết hết tất cả, mình làm cái quy trình này thì dữ liệu nó sẽ cập nhật phía bên cái quy trình kia, mình có thể xem, tức là đạt tới trạng thái liên thông. Nếu nó liên thông về dữ liệu thôi là đã tốt rồi, nhưng nếu mà liên thông luôn kể về cái quy trình nó thì tuyệt vời hơn nữa. Cái đó nó sẽ trở thành một cái gọi là hệ sinh thái. Điểm qua cái câu chuyện mà tiêu chí chất lượng ha. Ở đây các anh chị các bạn thấy là tiêu chí D2 chấm điểm dẫn là D2.2 và D2.3, nó liên quan chỗ sự cố và nguyên nhân và giám sát đó, để phòng ngừa sự cố.
Thì nếu mình làm chất lượng không phải chỉ phần D không, mà những cái phần B, phần A, phần C gì đó, nó đều có cái phần, những cái tiêu chí ở mức 4, mức 5 đó, nó yêu cầu mình phải giám sát và cải tiến, thì nó cũng đều theo cái này. Thì trong cái quá trình mà Niệm đi đánh giá ở một số bệnh viện thì Niệm mới thấy là mọi người khá là khó khăn trong cái quá trình làm hai cái tiêu chí này. Nếu nó làm cho nó đạt thật sự thì nó khá là khó, còn mình làm đối phó một số cái phiếu ở trên giấy thì nó cũng được. Thì tại sao mà nó khó? Vì có lẽ là chúng ta chưa có làm quen lắm với cái chỗ mà bên những cái mô hình họ phân tích sự cố. Đó là mô hình tiếp cận dựa vào hệ thống và nhân tố con người. Hôm nay thì Niệm sẽ không có trình bày cái mô hình này. Chắc là cũng có nhiều bạn đã tìm hiểu nó. Đó là mô hình Format Thụy Sĩ, hay còn có cái tên của tác giả là James Reason. Đó là cái yếu tố thứ nhất, là mình muốn đi tìm nguyên nhân gốc thì mình phải vậy. Thì trong quá trình đi tìm nguyên nhân gốc á, thì rất là dễ xảy ra cái tình trạng á, là mình truy về cái trách nhiệm của cá nhân, cái người đó, cái người mà họ thực hành sai á, thực hành sai, thành ra nó rất là dễ trở thành buộc tội. Thành ra nếu đúng ra phân tích nguyên nhân gốc thì họ không có nhằm mục tiêu này, mà họ tìm cái yếu tố hệ thống. Yếu tố hệ thống là nghĩa là nếu cái người khác vô trong cái tình huống đó thì nhiều khả năng họ cũng sai lỗi với giống như cái người vừa rồi mình mới chưa đề cập. Cái phần đó nó không gọi là lỗi cá nhân, mà nó gọi là nhân tố con người hay là yếu tố con người. Thì chính vì cái lý do này thành ra Niệm mới cấu trúc là cái bản kiểm. Mọi người thấy nó có cái khung năng lực à. Khung năng lực là giao tiếp rồi ra quyết định và vân vân vân. Cái đó nó sẽ giúp chúng ta định hướng về cái hệ thống của chúng ta ở dưới là sai theo cái khung cấu trúc năng lực nào, và như thế mình sẽ tập trung mình điều chỉnh cho cả cái bệnh viện của mình, cả cái khoa của mình, tránh mình sa đà vô những con người trực tiếp mà họ liên quan đến cái lỗi đó. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm như vậy thì những cái dữ liệu của mình sẽ nếu mình vô danh hóa như vậy á, không có nặng nề gì cá nhân thì giám sát họ mới giám sát thực. Còn nếu mình ghi tên họ vô trong đó, họ không có giám sát thực. Mà khi nó thật rồi thì mình biết, thì mình dễ dàng sử dụng cái dữ liệu giám sát này để ra quyết định. Còn nếu dữ liệu đó mà họ đánh không có đáng tin cậy thì mình không có dám sử dụng nó. Và cái điểm cuối cùng á, là mình thích ứng sự thay đổi bối cảnh. Mấy cái quy trình lại thay đổi thường xuyên, hay là hôm nay mình cần cái này nhưng mà ngày mai mình cầm cái khác. Hồi xưa mình làm Google Form thì cũng được, nhưng mà cứ mỗi lần vậy nó phát sinh một cái Google Form mà làm chừng trăm quy trình thì thế đã hơi bị ngột rồi. Mà nếu mà cái tổ chức lớn như chỗ như Đồng Mật mà họ hàng ngàn quy trình thì phải thật sự là khó khăn. Mình phải thích ứng với cái sự thay đổi, để mà dùng cái chữ nó hơi sốc tí là bất ổn. Nói chung là nó thường xuyên thay đổi, mà cái đó là mình không thể tránh được. Đó là cái đặt vấn đề thứ hai ha, để làm sao mình nên chuyển ra một cái hệ thống giám sát nó hơi mới một tí xíu so với trước đây. Và quá trình làm á, lúc đầu á, nó thay đổi rất là chậm. Thành ra dựa vô cái mô hình chung của năng lực là kiến thức kỹ năng thái độ, tiếng Anh đó là mô hình ACT, hay là tiếng Việt họ có thể gọi là mô hình 3K, tức là kiến thức kỹ năng kỷ luật. Nhưng mà sau khi làm một thời gian á thì mình mới thấy là cái đó nó chậm lắm, bây giờ nó biến động nhanh quá, thành ra mình làm kiểu gì không cần biết, nhưng nó phải nằm ba nguyên tắc là nó phải xảy ra. Xảy ra rồi thì có một số người không có được vui lắm, làm sao cho họ vui. Mà nếu hồi nãy ở chỗ này nói mà nếu buộc tội họ không có vui, và cái cuối cùng là họ làm riết thì nó quen thành thói quen, thành mô hình thì cũng sẽ chuyển đổi thành mô hình 3H, từ 3K đến 3H, tức là happen, happy và habit. Bây giờ mình đi vô cụ thể vô cái câu chuyện của mình ha. Mình muốn giám sát gì nó phải có một cơ hội giám sát. Cơ hội giám sát có thể họ thực hiện một quy trình, một cái hướng dẫn hay một cái hoạt động chuyên môn nào đó. Chắc chắn là để cái cơ hội này được thực hiện cho khách hàng là người bệnh thì phải có một cái người nào đó thực hiện. Người này nó có thể là mình đề cập con người cụ thể, tên họ ở khoa nào luôn, bác sĩ điều dưỡng rồi luôn.
Nhưng nếu như vậy hồi nãy rất là dễ bị buộc tội, thành ra trên ứng dụng này họ đã vô danh hóa nó thành nhóm. Bây giờ thành đây là bác sĩ, điều dưỡng, có cái khoa rồi, biết bác sĩ ở khoa A là được rồi. Vậy thì có cần thiết phải cụ thể cái thông tin cá nhân của họ không? Xin thưa, thông thường thì không cần thiết, nhưng đôi khi cần thiết. Có dấu chấm hỏi là chỗ này là ý nghĩa là vậy. Đôi khi cần thiết là sao? Nếu nhà mình đã làm rất là tốt rồi, 80-90% là tốt rồi, còn một vài người mình biết là họ thừa khả năng để làm nhưng không, cố tình không làm, lúc đó còn số số nhỏ thôi, số thiểu số thôi, lúc đó mình có quyền sử dụng cái cục ghi chú để ghi tên người, và cái đó hoàn toàn có thể đánh giá thi đua họ chấm tính theo cái gọi là ảnh hưởng tới quyền lợi của họ. Thì chỗ người thực hiện á, nó khác với nhiều cái ứng dụng mà có thể các bạn các anh chị đã thấy họ giới thiệu đâu đó, ở trên ứng dụng này đã vô danh cái người thực hiện, chỉ có danh cái người giám sát thôi, chứ cái người thực hiện thì không có. Rồi cơ hội giám sát để nó có thì nó phải có đặt trong cái thời gian, cái không gian và cái người nào họ họ thực hiện trực tiếp cái đó, thì ba cái này nó sẽ được tự động hóa hết hoàn toàn. Thời gian là nó chọn luôn, không sửa được, để nó đảm bảo khách quan. Thì giám sát bắt buộc phải dựng trên thiết bị di động. Cái thứ hai là không gian, là khoa, là nó cũng tự động điền cho mình. Nhưng mà nếu mà mình giám sát mình ở khoa của mình không giám sát khoa mình mà giám sát khoa khác thì cũng được, nó cho phép mình sửa. Mà cái người giám sát mình đăng nhập vô tài khoản của mình thì nó lấy tên mình để vô. Đó là một số cái nó liên quan đến yếu tố chất lượng, ở yếu tố liên quan đến cái lượt giám sát. Và ứng dụng này cũng cho phép mình giám sát một phần hoặc toàn bộ, có những cái quy trình nó rất là dài, thậm chí 50 bước, 100 bước cũng có luôn. Ở di động có những quy trình anh chị xây dựng rất là chi tiết, nó hàng trăm bước. Như vậy mình đi một lần đó, mình không có cần phải canh hết, mình chỉ giám sát 10 bước thì mình gõ vô cái bước giám sát thôi, và lúc đó mình chỉ đánh giá đúng sai trên 10 cái bước mà mình giám sát đó thôi, những bước khác coi như mình không quan tâm. Nghĩa là cái ứng dụng này nó cho phép mọi người rất là linh hoạt. Về cái chuẩn giám sát, thay vì cái bản kiểm thì có một cái tờ phiếu thôi là mình đủ. Tuy nhiên cái bản kiểm số này nó có hai phần. Một cái phần nó khai báo là cái bản kiểm đó tên gì. Ở đây mình thấy là nó có cái mã quy trình này, rồi nó có cái tên quy trình để nó hiển thị. Cái mã là ứng dụng nó sử dụng, còn cái người dùng của mình tương tác với ứng dụng bằng cái tên thì mình mới hiểu được. Trong này nó chia cái quy trình mình là có những cái cấu trúc gồm có là tổng số bước, ví dụ như cái quy trình vệ sinh tay phẫu thuật bằng dung dịch vệ sinh nhanh đó, nó có 16 bước, và những cái bước chi tiết về cái nhóm, như bước BI là xác định người bệnh, tức là patient identification, bước C là giao tiếp, tức là communication, bước D là ra quyết định, tức là decision, và bước IC tức là infection control, kiểm soát nhiễm khuẩn, và bước R tức là nguồn lực. Thì để cho một cái tình huống là hôm trước các bạn gửi qua cái bản kiểm mà niệm có chỉnh sửa, ví dụ có một cái chỗ trong cái hướng dẫn về truyền máu mình nói là thử phản ứng an toàn rồi mời bác sĩ xem gì đó, cái bước đó hồi đó mình mã hóa bằng cái nhóm nào nó không biết, thì niệm đã chỉnh cái đó thành bước ra quyết định. Tại lúc đó thì người bác sĩ lâm sàng phải coi kết quả xét nghiệm nhóm máu tại giường rồi quyết định là cái có phù hợp hay không để truyền cho bệnh nhân. Cái chuyện quyết định đúng sai chỗ này rất quan trọng, thì nó bước đó sẽ mã hóa bằng bước D, tức là decision. Rồi bây giờ trên ứng dụng mình có vài cái quy trình thôi, không là vấn đề lớn, nhưng mai mốt số lượng quy trình sẽ tăng dần theo thời gian, tới một lúc nào đó nó có thể hàng trăm hoặc hơn nữa. Như vậy trong quá trình mình giám sát mà mình tìm cái quy trình đó rất là khó khăn. Thành ra trong cái ứng dụng này nó đã thiết kế sẵn một cái quy trình sẽ được xếp vào một cái nhóm quy trình nào đó, ví dụ vệ sinh tay, ví dụ truyền máu, ví dụ kỹ thuật điều dưỡng, ví dụ sử dụng thuốc. Và khi mình cái người giám sát họ chọn họ giám sát ở cái nhóm nào thì nó chỉ hiển thị những quy trình của nhóm đó thôi, thành ra đôi khi mình không thấy nó hiển thị do mình là chọn có đúng nhóm. Và cũng chính cái nhóm này nè, nó sẽ hình thành những cái chỉ nhóm chỉ số khác nhau ở trong cơ sở dữ liệu mà nó có thể tự động phân tích. Và vì thế ứng dụng này không phải chỉ sử dụng để giám sát chuyên môn, mà mình có thể sử dụng cho tất cả
cả các loại hình giám sát về sự tuân thủ, tức là giám sát về hành vi của người dùng, đương nhiên là của nhân viên y tế rồi, còn giám sát người bệnh mình sẽ dùng cái khác. Đó, lưu ý cho đó, ví dụ mình muốn giám sát gì họ làm có đúng về quy trình về kiểm soát hồ sơ hay không, giám sát về cái họ thực hiện giao tiếp ứng xử hay những cái quy định nội quy khác hoàn toàn mình có thể thiết kế trên này. Tuy nhiên chỉ có lưu ý với các bạn là nếu mình sử dụng những cái quy trình khác ngoài chuyên môn thì toàn bộ các bước trong quy trình mình chỉ được mã hóa là nhóm S, tức là nhóm kỹ năng, không mã hóa bất kỳ một cái nhóm nào khác, dù nó là ra quyết định thì không được mã hóa D, vì nếu không nó sẽ nhầm lẫn qua cái khung của lâm sàng, những cái khung mà BI, C, D, I, C hay là R gì chỉ phục vụ cho công tác lâm sàng thôi. Đó, lưu ý như vậy, tại vì những chỉ số này thuộc về phần an toàn người bệnh, thì khi nào mình có dịp mình triển khai, mình chia sẻ với nhau những chủ đề về an toàn người bệnh thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Còn nếu mình đưa vô thì nó cũng được, nhưng nó sẽ làm nhiễu cái chỉ số của mình. Đó, thì lưu ý cái chuẩn giám sát của mình có hai phần. Phần thứ nhất cái gọi là cái bản kiểm số có hai phần. Phần thứ nhất Niệm vừa phân tích khá là kỹ, đó là cái thông tin chung về cái quy trình. Cái phần chi tiết của nó sẽ được mã hóa bằng mã số cái cột mã số quy trình, rồi tên là cái này là nó giống từ nhau từ trên xuống dưới. Nếu gõ máy rất là dễ sai, thông thường họ chỉ đánh một cái dòng rồi xong đó họ copy xuống dưới, có thể dùng hàm để nó tự động nó điền vào chỗ trống. Cái thứ hai là mã bước quy trình. Cái mã bước quy trình này mọi người sẽ nhìn thấy nó có ba cái cấu phần. Cái phần đầu á chính là cái quy trình, mã quy trình. Cái phần giữa là cái bước khung năng lực, tức là BI. Trong cái bước sau này là BI, ở dưới là C. Cái phần thứ ba là cái bước, cái ký hiệu của bước, có thể là 01 hay mình muốn cụ thể mình ghi là bước 01. Cũng được, không có sao hết. Nhưng nếu ở chỗ khác không phải là thực hiện theo trình tự thì mình nên sử dụng cái chữ khác, ví dụ là nội dung thứ nhất, nội dung thứ hai, để cho mọi người dễ hiểu, khỏi có thắc mắc. Mình ghi ND thôi. Cấu trúc của cái mã bước nó có ba phần này. Giữa ba phần này có hai cái ký tự rất là đặc biệt, đó là dấu chấm. Các bạn lưu ý cái này, dấu chấm nghe. Hai dấu chấm này rất quan trọng, là hai thành phần rất quan trọng để cái ứng dụng nó nhận dạng ba cấu phần trong cái mã này, và nó sử dụng cái phần chính giữa để nó tính toán các chỉ số cho chúng ta. Vì thế trong cái chuỗi của quy trình hay của bước bắt buộc không được sử dụng ký tự dấu chấm. Cái này các bạn phải lưu ý ha. Ai mà xây sau này mà được phụ trách xây dựng á, cái bản định nghĩa này á, thường chỉ cấp quyền cho admin thôi. Cái này hiện như email hiện giờ đang là Thảo đây giữ đó. Sau này ai phụ trách cái này chỉ có một người làm thôi là tốt nhất, và không được phép sử dụng hai ký tự dấu chấm này trong cái phần tên gọi của bất kỳ thành phần nào, chỉ sử dụng dấu chấm để ngăn cách ba thành phần này thôi, thì như thế ứng dụng mới chạy đúng. Cái này rất quan trọng ha. Đây là cái điểm mà trong cái phần chi tiết thì muốn nhấn mạnh cho mọi người phải để ý cái đó. Ai được giao làm á thì phải hiểu rất là rõ hai cái dấu chấm đó nó có ý nghĩa như thế nào. Hồi nãy mình đã nói là liên quan đến cái chỗ định nhóm máu á, tại giường đó là cái bước số 6 này, các bạn thấy không? Đây là niềm đã mã hóa lại thành bước D. Chỗ này có thay đổi thành tông màu để gửi cái bản gửi lại cho mọi người dễ nhận dạng. Rồi, bây giờ thành phần cuối cùng mà niềm cũng muốn trao đổi cho mọi người tí xíu đó, là cái cột nội dung giám sát, tức là chi tiết cái nội dung giám sát. Các bạn làm như thế này không có sai, nhưng theo niệm là chưa ổn lắm và chưa đạt về chất lượng. Ví dụ như cái bước 1 là ghi xác định đối chiếu người bệnh, thì theo niệm thì nên cụ thể qua. Nếu như thế này thì mới nói là làm như thế này, ở cái gì mới nói là làm gì thôi, chứ chưa nói làm như thế nào. Bản kiểm phải được chuyển thành dạng hướng dẫn, tức là câu hỏi how, làm như thế nào. Thay vì mình nói là xác định người bệnh thì mình chỉ ghi tắt là xác định người bệnh hai chấm là làm cái gì để xác định người bệnh. Ví dụ tình huống này truyền máu lâm sàng thì mình sẽ ghi là kiểm tra thông tin của người bệnh là thông tin gì đó, hỏi trực tiếp hay rồi kiểm hồ sơ
để coi y lệnh, kiểm thông tin người bệnh trên cái phiếu chỉ định truyền máu, tức là phải so rất là nhiều thứ. Thì chỗ này phải cụ thể ra hoa này nè, cái ứng dụng nó cho mình gõ rất là nhiều, thành ra mình cứ gõ dài không có sao. Đó là điểm một cái mình phải nên coi hàng. Ví dụ thứ nhất, ví dụ thứ hai, nhận định tình trạng, báo và giải thích cho người bệnh. Thì thay vì nhận định tình trạng, mình ghi rõ nhận định tình trạng làm cái gì, ví dụ như lấy dấu hồi sinh tồn, rồi báo cho, giải thích cho họ là cái gì, bây giờ tôi truyền máu hay là gì đó, nó phải cụ thể ra. Như vậy thì cái bản kiểm này không chỉ xây dựng nhằm mục đích kiểm tra, mà xây dựng để hướng dẫn luôn cho nhân viên thực hành. Và như vậy trong quá trình kiểm tra gần như không xảy ra xung đột giữa người bị kiểm tra và người đi kiểm tra. Đó là cái chứ. Mà có một cái nhân viên mới vô dạy họ rất dễ, chỉ cần coi đó là làm được. Đó là lưu ý cái chỗ y checklist, tức là bản kiểm số, nó có nhiều điều kiện thuận lợi hơn rất là nhiều để chúng ta chuyển họ nó thành hướng dẫn. Vì nó có thể gõ rất là dài, còn cái phiếu giấy đó, nó gói gọn ở trong cái tờ giấy đó, mình muốn làm dài thêm thì nó sẽ qua trang rồi rất là khó. Đó thì cái vô nội chủng giám sát á, niệm hướng dẫn hai cái phần này khá là kỹ, khá là nhiều thời gian. Hy vọng là cái mục tiêu số 1 làm sao mình xây dựng được cái bản điểm số sẽ dễ dàng hơn cho mọi người, nhất là các anh chị mà phụ trách cái nhóm trưởng nhóm ở một lĩnh vực. Rồi bây giờ thứ ba là đi cái phần vô cái phần thứ hai là cái ứng dụng ha. Nhưng vấn đề chung là xong rồi đó, bây giờ tới cái phần thứ hai là hướng dẫn sử dụng ứng dụng. Thì đây là đăng màn hình đăng nhập trên máy tính. Cái màn hình này đăng nhập máy tính chỉ nên sử dụng trong quá trình chúng ta xem chỉ số, mà mình xem ở nhà thì nó ở văn phòng thì nó sẽ dễ hơn xem cái chỉ số trên điện thoại, vì màn hình điện thoại nó nhỏ, mình chỉ coi từng phần, mình không coi được cái tổng thể. Khi mình vào cái đăng nhập xong thì nó sẽ vào cửa sổ này, mình gõ tên đăng nhập và mật khẩu, chọn enter. Nếu mật khẩu mật tên đăng nhập và mật khẩu đúng và cái người đó được cấp quyền thì email sẽ tự điền, ứng dụng sẽ chuyển từ đăng xuất qua đăng nhập, hoàn toàn tự động hết. Còn nếu có cái này sai thì nó sẽ báo, xong mình nhấn xác nhận. Lưu ý cái này nó không phải là enter là nó sẽ lưu, đây là một cái thiết kế nó không được thân thiện lắm với AppSheet. Mình phải nhấn xác nhận, mình phải nhấn xác nhận cái góc mình trên màn hình máy tính là vậy. Vậy bây giờ trên điện thoại thì sao? Điện demo luôn ha. Đây là cái giao diện điện thoại của Niệm. Thì trên cái giao diện này nó có một cái icon là bệnh viện nhân ái QC, tức là app giám sát của mình. Thì khi click vào nó sẽ mở ra cửa sổ đăng nhập. Do trên điện thoại của Niệm đăng nhập rất là nhiều tài khoản, thành ra trong tình huống này mình điểm phải chuyển tài khoản. Chọn vô cái biểu tượng Google để chọn tài khoản. Hiện giờ có hai tài khoản. Niệm vào cái app giám sát của nhân ái bằng tài khoản cá nhân, bằng tài khoản Gmail. Còn tài khoản kia là tài khoản sử dụng cho ứng dụng của Bệnh viện Nhi Đồng. Đó, màn hình đăng nhập đã xuất hiện. Màn hình đăng nhập đã xuất hiện. Vì cái ứng dụng này đăng nhập nhiều lần rồi, nó đi thẳng vào đây luôn. Trên hiện nay cái ứng dụng của mình đang đi vào thì đang hiện đi thẳng tới dashboard. Mọi người xem rồi nếu có yêu cầu chuyển cái ứng dụng khi vừa đăng nhập vô là vào giám sát liền, vào khoa, vào bệnh viện hay vào cải tiến là tùy. Nếu mọi người có nhu cầu điều chỉnh thì báo Niệm, Niệm sẽ chỉnh. Cái này nó nhanh thôi, không có vấn đề gì. Ở chỗ Nhi Đồng thì đi thẳng vào một cải tiến để cho họ biết những cái tin tức mình đăng ở trên đây. Còn hiện nay theo thông lệ chung của tất cả các nơi làm chỉ số thì khi vào sẽ coi dashboard. Nó thành ra đó là lý do tại sao cái ứng dụng của bệnh viện mình đều đã chuyển, chứ nó không có giống như đâu. Đây là cái phần thứ nhất là đăng nhập ha. Vậy bên này mình đi tìm hiểu một tí sử dụng bố cục trên cái ứng dụng. Nếu bố cục trên máy tính thì mọi người sẽ thấy như thế này. Giờ em sẽ đăng nhập cái ứng dụng bệnh viện nhân ái trên máy tính ha, để cho mọi người thấy luôn cái bố cục của nó. Xin lỗi, vô bên cái tài khoản, đúng cái tài khoản người dùng. Bố cục của máy tính thì nó sẽ thấy như thế này. Ở đây nó có một, trên máy tính thì cái menu ở góc trên bên trái nó có cái hình ba vạch. Còn bên điện thoại
bên điện thoại để vào menu thì cũng góc trên bên trái, nhưng cái hình nó giống như sóng wifi ngược vậy đó. Đó, nó hai chỗ này ha. Cái biểu tượng này là biểu hiện của menu mặc định không chỉnh sửa được. Đó là cái điểm thứ nhất, mình phải biết cấu trúc bố cục menu trong cái bài. Thì trong cái menu này, nếu mà ở máy tính á, hay là điện thoại á, mình muốn mở rộng nó ra thì click vào đó thì nó sẽ mở ra. Này, này cho ví dụ này, ở đây này, nhấn vô nó thun lại, nhấn nữa nó mở ra để cho mình coi cái tên của từng cái icon này là cái gì. Nhưng mà mọi người nên làm quen cái icon này, sau này mình thu lại nó sẽ gọn, cái cửa sổ của mình nó sẽ rộng rãi hơn để làm việc. Tại vì những cái icon này họ cũng cố tình sử dụng những cái icon sao cho mình dễ nhớ, gì hiểu. Ví dụ như có cái chat này là giám sát, và nếu mình muốn mình rê chuột tới thì nó sẽ hiện thị cái hình, cái đồng hồ này là cái dashboard, cái khoa là có hình ống nghe, rồi bệnh viện là có chữ H, cải tiến là nó xem xét, và cải tiến có cái thước với là cái viết là dữ liệu. Đó là một số cái ha, là giao diện, cấu trúc giao diện ở trên cái điện thoại cũng như trên cái máy tính. Có một số cái mình để ý tí xíu, giao diện nó có vậy thôi. Mở rộng ra, đối với điện thoại thì ở dưới này nó có cái thanh là taskbar, còn trên máy tính á, thì nó sẽ hiện hết luôn, nó gộp chung vô trên menu. Trên máy tính á, nó có một dọc từ trên xuống dưới, phần đầu sẽ là những cái ưu tiên, tức là của taskbar, là thanh làm việc. Trên điện thoại thì nó có taskbar, thành ra taskbar nó nằm ở dưới. Hiện nay cái ứng dụng của mình đang ở taskbar đang để có bốn thẻ là giám sát, dashboard, khoa, bệnh viện, cải tiến. Vì trên giao diện điện thoại hay máy tính, nếu mình đã chuyển cái này, nếu mình đã đi cái này quá sang, ví dụ như niệm vô cái thẻ là dữ liệu, rồi niệm lại vô một cái nhỏ gì đó, niệm vô rất là nhiều, niệm mở ra lớn ra ha, rồi niệm đi vô cửa sổ nhỏ nữa, thì ở phía trên này có mũi tên. Nếu mình niệm đã đi qua rất là nhiều cái view khác nhau rồi, cái giao diện khác nhau rồi, bây giờ muốn bách lại cái menu này nó hơi bị lâu, mình nhấn cái dấu mũi tên phía trên này cũng được, nhưng nó sẽ rất là mất thời gian. Thì để hiện cái nút menu thiệt nhanh, cái này mọi người phải là tự làm và trải nghiệm ha, mọi người sẽ chọn một cái cách làm cho nó hay. Thì để chọn quay trở về hiển thị cái nút menu ở phía trên điện thoại cho nó thiệt nhanh, có một cách rất là đơn giản, đó mình nhấn vào dashboard, hay mình nhấn vào khoa, hay mình nhấn vào cái gì đó cũng được, trừ cái giám sát nó mở form thôi, còn các tất cả khác nó sẽ hiển thị menu rất là nhanh. Đó là trên điện thoại ha, mọi người xài rồi trải nghiệm. Nhưng mà nếu mà trên giao diện nó là máy tính, giao diện nó là máy tính, mình sẽ mượn cái thẻ dữ liệu y chang hồi nãy ha, rồi mình vào đây thì máy tính thì nó luôn luôn hiển thị cái này, nó luôn luôn hiển thị cái này. Nhưng mà máy tính thì sướng hơn rất là nhiều, nó bày đi một dọc, thành nên nếu cần thiết thì mình chỉ cần nhấn cái view nào đó. Máy tính giao diện máy tính nó rộng rãi, sử dụng dễ hơn rất là nhiều, không cần phải back lại. Còn nếu mà cần thiết thì mình cũng có thể nhấn vô đây để cho nó hiển thị lên, nhưng mà như máy tính là cái này nó cố định. Đó là sự khác biệt giữa máy tính và điện thoại và máy tính bảng. Tuy nhiên máy tính bảng là và điện thoại thì nó lại cũng phương tiện di động, thành ra mình đi giám sát mình phải sử dụng nó. Rồi bây giờ mình đi tiếp cái phần kế tiếp của hướng dẫn sử dụng của hệ là trình tự giám sát. Nhưng mà sẽ giám sát làm sao? Ở trên cái slide người ta hướng dẫn cho mình, nó trình tự gồm có bốn cái nhóm. Nhóm thứ nhất là mình vô cái mạng cái form giám sát, rồi mình điền khoa được giám sát hay bộ phận được giám sát, rồi cái nó sẽ tự động chọn cái khu vực giám sát nếu mình thấy mình muốn giám sát khu vực khác, ví dụ như ở tổ hay ở phòng khoa, nhưng mà mình muốn giám sát cái khu vực kho thì mình sẽ chọn lại khu vực kho, là bước 1, bước 2. Hai bước 1 và 2 này phải chọn trước và theo trình tự thì nó mới tiện. Nghĩa là nếu mình chọn cái bước 1 trước thì nó sẽ tự động điền bước 2 mà thường dùng, mà quan trọng. Còn nếu mình chọn bước 2 trước thì ứng dụng sẽ không có mất tính năng tự động. Chúng ta lưu ý ha. Sau khi chọn hai bước 1 và 2, tại sao phải làm hai bước 1 này, 2 này trước? Ứng dụng nó tự điền rồi, nhưng mà nếu ở đó ai đó mà xóa nó đi thì mà vô thêm lượt giám sát là bước 3, thì ngay lập tức những cái dòng dữ liệu chi tiết đó, nó sẽ bị khuyết hai cái trường này. Đó là lưu ý chỗ đó ha, phải điền cái đó. Mỗi lần tới cái khoa nào giám sát là điền thông tin đó một lần, rồi xong mình mới vô giám sát chi tiết.
nhóm lượt giám sát tới bước 3 nó sẽ chuyển sang cái view thứ hai, điền cái đối tượng giám sát và cái quy trình giám sát. Sau khi điền đối tượng quy trình giám sát, nó sẽ mở ra cái quy trình, nó sẽ mở ra cái nội dung giám sát ở dưới là các bước của quy trình. Ở trong cái nội dung cái bước quy trình nó có hai mục, mục trên á là bước được giám sát, ở dưới là bước sai. Nếu mình giám sát toàn bộ thì không còn không để ý tới bước trên, cái ô trên. Ở trên nó có ghi chú rất rõ này, không chọn nếu giám sát toàn bộ. Nếu mình chọn, phải chọn là tất cả. Nếu mình chọn mở ra danh sách rất là dài, mình sẽ chọn là tất cả. Chút xíu này mình sẽ mô phỏng trên cái điện thoại cho dễ cho mọi người. Nhiệm vụ của mình nếu giám sát toàn quy trình chỉ chọn những bước nào sai thôi. Và phần còn lại mình mới muốn ghi chú gì thì mình được vô cũng ghi chú. Giống như hồi nãy mình nói là ghi chú cái khoa. Ghi chú cái khoa không còn ghi chú. Phải ghi chú cái phòng, cái khu vực hay là cái người. Ví dụ như mình đến tới cái khoa A, khoa cấp cứu đi. Xong mình đang khoa cấp cứu có 3 cái phòng. Mình giám sát phòng 101. Cái người thực hiện đó là bác sĩ Nguyễn Văn B, thì mình hoàn toàn có thể ghi chú là phòng 101 phải bác sĩ B, ghi chú đơn giản vậy thôi. Nhưng thông thường cái ghi chú này nó được sử dụng để coi nội dung chi tiết của cái bước sai. Ví dụ bước sai có 3 nội dung nhưng mà mình họ chỉ sai có 1 thì mình ghi chú cái nội dung sai chi tiết, như vậy sẽ giảm cái thời gian mà ghi chú. Rồi sau khi chọn xong 3 nội dung này, nhấn lưu tạm, nó sẽ trở về cái màn hình thứ tư. Cái màn hình thứ tư nó sẽ có cái dòng này, cái dòng mà mới vừa điền đây, nó để đây chưa có lưu nghe, mới để tạm thôi. Thành ra cái chữ của người ta ghi là lưu tạm hoặc gửi. Bây giờ cũng cái khoa này, cũng khu này, mình là muốn giám sát một quy trình khác, một nội dung khác, hay quy trình đó mà một lượt khác, thì mình tiếp tục nhấn lượt giám sát chi tiết. Cho đến khi mình điền hết tất cả các lượng giám sát chi tiết mà cần thiết thì mình nhấn lưu, nhấn cái nút lưu tạm hoặc gửi này cho đến khi nào không sử dụng được nữa thì lúc đó nó mới lưu dữ liệu, nó mới lưu dữ liệu trên ứng dụng thực sự, ở trên lên cloud thực sự. Bây giờ em sẽ demo ha, demo trên điện thoại. Mọi người nhìn cái bên phía bên trái là cái điện thoại này ha, nhấn giám sát nó hiện lên đây này. Bây giờ giả dụ thì muốn giám sát ở khoa nội 1, mình sẽ trượt xuống, chọn khoa nội 1. Mọi người thấy là khi chọn nội 1 thì nó sẽ chọn lại là khu vực điều trị nội trú. Hiện giờ niệm không biết cái chính xác cái khu vực của mình được định là gì. Nhưng niệm coi sơ đồ tổ chức ở trên trang web của mình, niệm biết khoa nội thuộc xếp vô khu vực khoa nội trú, là làm niệm gọi là điều trị nội trú. Bây giờ nếu niệm lại chọn nó là khoa xét nghiệm, thì ngay lập tức nó chuyển thành khu cận lâm sàng. Tại sao thì phải làm cái khu vực này? Ở đây nó có cái chữ là thời điểm, là vì cái ứng dụng này nó có giám sát vệ sinh tay thì thôi. Và tạm thời để như vậy, từ từ thì em sẽ chỉnh lại cho mọi người. Nhưng mà nếu mình lại chọn lại là ban giám đốc, thì nó sẽ ghi là khu vực hành chính. Đó. Lưu ý ha, chọn cái số 1 trước, chọn kế hoạch tổng hợp. Nhưng kế hoạch tổng hợp nó lại có cái khu vực kho. Vì mình muốn sửa lại của khu vực kho thì mình sửa là khu vực kho, không có vấn đề gì ha. Chọn một trước rồi mới chọn hai. Hai thì thường tự động điền, nếu không đúng cái kỳ vọng của mình thì mình sửa rồi mình thêm lực giám sát. Vì ở đây cái quy trình này, khu vực kho nó không có cái quy trình, thành ra niệm xin phép là hủy cái này, mình xin phép là hủy cái này rồi niệm làm lại. Bây giờ là vô khoa nội 1, chọn điều trị nội trú, rồi mình chọn lượt thêm lượt giám sát. Ở đây mình giám sát bác sĩ, là giám sát bác sĩ hay điều dưỡng gì đó, mình có thể chọn tùy nghi, thậm chí có thuê dịch vụ bên ngoài cũng có thể chọn luôn. Mình không nên bỏ đi, khi nào có nhu cầu thì mình sử dụng. Mặc định là điều dưỡng giám sát nhiều nhất ở các bệnh viện, thành ra nó sẽ chọn là điều dưỡng. Rồi bây giờ mình chọn quy trình, ví dụ là quy trình tiêm thuốc, thì mọi người thấy nó sẽ chuyển qua bước 3, hiện lên là bước được giám sát. Nếu mình giám sát hết tất cả quy trình thì không còn chọn, nhưng nếu mình chỉ giám sát bước 1, 2, 3 thì mình chọn 3 bước này. Và như thế bước sai mình chỉ nên quan tâm bước 1, 2, 3, giả dụ sai cái bước 2 thôi. Mọi người thấy là có 3 bước,
mà thực hiện sai hết một bước, thành ra nó đã tự động nó chọn lại sai. Bây giờ niệm bỏ, niệm làm lại, bỏ chọn luôn. Cái bước là thực hiện không cần chọn, bước thực hiện sai không cần chọn, bỏ chọn luôn. Bây giờ mình chỉ còn bước sai. Bước sai, giả dụ mình sai bước 7 thì nó cũng đánh là sai, vì trong một quá trình bao nhiêu bước mà sai hết bước là sai. Nhưng nếu mình bỏ chọn không có sai bước nào cả thì ứng dụng sẽ tự mặc định là đúng. Vì nếu mà mình ghép sai một lượt mà đúng á, là chỉ chọn đối tượng rồi chọn quy trình là xong, nó có làm gì cả, rồi lưu rồi nó sẽ có cái dòng lưu tạm. Đây là kho nội bộ này, mình hoàn toàn có thể trượt qua để coi lại ha, để coi lại. Giờ mình thêm lượt thứ hai, lần này mình không giám sát quy trình là tiêm thuốc nữa, mà quy trình đặt thông tiểu liên tục, thông tiểu liên tục. Và giả dụ trường hợp này là có sai một cái bước nào đó, ví dụ như là mang qua khoa khuẩn không có đúng kỹ thuật, mình sai, mình chọn bước sai. Chỗ này giả dụ mang quan vô khuẩn nhưng người này sai là mang gan sạch, thì mình họ là họ ghi chú là họ đang là mang gan sạch. Cái ghi chú này là rất là linh hoạt, là mình ghi chú ghi sao cho gọn mà đủ ý nghĩa. Nhưng mình lại muốn giám sát là mình lại muốn ghi chú là cái tên người luôn, thì mình có thể ghi là điều dưỡng A chẳng hạn. Nhưng mà mình muốn biết là họ đang làm sai cái đó ở khu vực nào, để bữa sau lỡ có nói giờ đó tôi đâu có làm, thì tôi ghi là phòng 101 chẳng hạn. Giờ đó là cái người đó có làm ở đó hay không, là công việc chắc là trên bảng phân công là biết, mình lưu tạm hoặc gửi. Giả dụ hai lượt này là xong cái công việc của mình được phân công thì mình nhấn lưu. Khi nhấn lưu này trên ứng dụng sẽ xuất hiện cái biểu tượng màu ở chỗ cái dấu mũi tên dòng ở phía trên bên phải. Chúng ta phải chờ cho cái này nó biến đi như thế này thì dữ liệu nó mới lưu xong. Có một số bạn vội vàng quá nó chưa có, rồi mình tắt cái ứng dụng đi thì dữ liệu có thể sẽ bị mất. Nếu điện thoại của mình không có chức không được bật cái chế độ là lưu vết, nhưng mà thường cái ứng dụng này nếu mọi người không có chỉnh sửa gì thì sẽ lưu, nhưng mà vẫn có thể có sự cố. Thành ra khuyên là mình chờ tí xíu, đợi tí xíu cho nó lưu dữ liệu xong, nó mất cái ký tự màu cam hay là màu vàng gì đó chỗ đó thì nó mới ổn. Tình huống mà wifi của mình bị trục trặc không thể lưu thì mình di chuyển tới cái khu vực nào có wifi cho nó đồng bộ xong dữ liệu, thì như vậy mình đảm bảo là không có mất dữ liệu. Đó là cái phần giám sát ha. Thì nếu mà trên cái ứng dụng mà mình lại nhập liệu, mình giám sát rồi mình lại nhập liệu cái trên máy tính thì nó cũng trình tự nó cũng na ná như vậy thôi. Nên là mình cũng điền là thông tin, ví dụ như là đây là khoa dược, rồi mình khu là cận lâm sàng, nhưng bây giờ muốn giám sát cái khu vực là ngoại cảnh của khoa dược chẳng hạn thì mình hoàn toàn, nhưng mà khu vực ngoại cảnh thì có quy trình gì đó giám sát. Nãy giờ mình đưa vô chỉ có những cái quy trình lâm sàng thôi. Đó là trên giao diện của máy tính thì nó cũng không có khác gì mấy. Rồi bây giờ mình đi qua tới cái phần thứ ba là chỉ số. Như niềm nói lúc đầu, khuyến cáo sử dụng đọc cái kết quả này trên máy tính, tại vì giám sát thì mình phải đi di động. Một số anh chị nào cần coi cái kết quả nhanh coi liền thì mình coi trên máy tính, trên cái điện thoại. Nhưng mà để xem chỉ số mà nó toàn vẹn nhất thì chỉ có trên màn hình máy tính, tại nó bày cho mình cùng lúc cái giao diện đầy đủ hết để mình có thể xem. Ở đây ví dụ như ở đây có 50% lượt không tuân thủ, mình muốn xem những lượt không tuân thủ này thì chỉ cần mình click vô cái biểu đồ bánh này ở cái thanh bên nào thì sẽ lọc ra nó sẽ mở ra cái dữ liệu cho mình. Và hoàn toàn mình có thể tải cái phần dữ liệu về dưới định dạng CSV. Còn việc chuyển đổi cái này ra dạng Excel tiêu chuẩn cũng đã hướng dẫn ở trên cái ứng dụng cho các bạn. Nói chung là nó khá là tiện lợi. Đầu tiên mình nên xem qua tổng quan về dashboard để coi chỉ số của mình nó như thế nào. Ứng dụng này được thiết kế theo thứ tự là tuần này, tuần 14, rồi tới tuần 13, tuần này và tuần trước để so sánh, tháng này và quý này, tuần, tháng, quý, năm.
À, chỗ này cái tháng này nó bị sai thứ tự, nó chạy sai thứ tự. À, mọi người có thể rê chuột vô sửa về, hoặc là niệm sẽ chỉnh lại trên màn hình thiết kế, cho nên là chạy đúng thứ tự, tức là nó thiết kế theo theo trật tự là tuần, tháng, quý, năm. Đầu tiên mình phải nhìn cái tuần này có vấn đề gì không. Nếu tuần này nó ổn rồi, mình có thể nhìn qua tháng, tháng ổn rồi thì nhìn quý, là quý nó xa rồi, tuần là nó gần nhất. Ở dưới này là biểu đồ cũng na ná như vậy, nhưng mà nó là khung năng lực. Mình nhìn vô đây mình sẽ biết là cái khung nào sai nhiều, ví dụ như là khung S sai nhiều, nghĩa là mình phải đi tập huấn cho người ta về kỹ năng. Nhưng nếu IC nhiều, tức là kiểm soát nhiễm khuẩn, mình phải coi nguy cơ nhiễm khuẩn. Khung C mình phải dạy cho người ta về giao tiếp nghề nghiệp ở trong những cái quy trình đó. À, cái này thì nó sẽ giúp chúng ta định hướng để cho hoạt động đào tạo lại. Nếu trên giao diện này mình muốn lọc một cái quy trình nào đó thì mình có thể click chọn ở bên khung quy trình này, nó sẽ lọc. Đây niệm demo cụ thể trên đây. Ví dụ niệm muốn coi cái quy trình đặt thông tiểu thì mình click vô cái quy trình đặt thông tiểu bên đây, dữ liệu nó sẽ biến đổi theo. Mọi người thấy nó sẽ chạy theo ha. Sẽ biến đổi theo. Cái này chỉ làm được trên máy tính thôi à. Chứ còn trên điện thoại không có làm được. Máy tính thì nó rộng rãi như thế này mới đáng để cho chúng ta sử dụng cái này. Vì mình muốn coi nhanh một cái quy trình nào đó, tình hình chung cũng tuần tháng quý năm thì có thể xem nhanh bằng cái slide nhanh. Chỉ có một quy trình này, một lần chỉ chọn được một quy trình chứ không có chọn được nhiều quy trình, vì nguyên tắc mình chỉ chọn chọn quy trình, từng quy trình. Ở trên ứng dụng này niệm không làm slide theo những cái khuyến cáo mà họ là họ, họ hướng dẫn ở trên mạng, vì như theo niệm thấy nó không có thực tế đối với một cái người giám sát. Đó là cái view thứ nhất. Cái view thứ hai mình có thể coi view khoa, vì nếu mình phân quyền theo khoa thì khoa nào sẽ coi chỉ số của khoa đó, khoa nào sẽ coi chỉ số của khoa đó, cũng là tuần tháng quý năm y chang như vậy. À, nhưng ở trong giao diện khoa nó còn cho phép mình xem, cái người giám sát họ làm hoàn thành nhiệm vụ hay không. Cái giao diện người xem xét theo tháng, mình giao cho họ tháng bao nhiêu mẫu, nhìn đây là biết rồi, cái người này là hoàn thành rất là nhiều nè, còn người này có khả năng thiếu mẫu này. Rồi mình coi chỉ số chi tiết của khoa, hiện giờ nó chưa có dữ liệu thành ra nó có vài có một điểm thôi, chứ còn lâu dài thì có cái biểu đồ. À, cùng trơn trạc đây là coi khung sai mà mình có thể kéo lên cái xuống để nó rõ. Ở đây những cái ghi chú là những cái chỗ mà mình ghi trong cái chỗ ghi chú á, mình có thể xem đây ghi chú gần đây nó chỉ ghi trong quý thôi. Thì mình quay trở lại ở cái giao diện của trên cái app để cho mình coi cho nó dễ ha. Tương tự như vậy mình có thể coi quy trình nào đó thì nó cũng biến đổi dữ liệu theo y chang như cái dashboard. Chỉ số thì nó chạy cố định. Rồi mình có thể coi những cái hoạt động thông tin về triển khai cải tiến hay những cái thông tin khác mình đăng trên đây. À, mình biết cái người thực hiện và cái khung size ở trong cái khoa này là khung S. Mình muốn coi, giả dụ mình muốn coi tổng thể hết, có năng lực sai trong năm 2024, lúc vô đây sẽ mở ra đây có năng lực sai, năng lực sai này ở cái bộ phận nào luôn. Và ở đây việc cái demo này nó chỉ có quy trình rửa tay nhanh. À, bây giờ mình quay trở lại, nếu trên giao diện máy tính quay trở lại thì chỉ nhấn vào cái tên gọi ở phía đầu này thì nó sẽ quay trở lại cái giao diện đó. À, bây giờ mình muốn coi cái mấy cái biểu đồ thanh này thì click qua nó không có chạy tốt, giống như nó không có chạy được như là cái biểu đồ bánh này. Giao diện thứ ba là cái giao diện thứ ba mà mình còn quan tâm là giao diện chỉ số của toàn viện. Như vậy nếu mình triển khai bao nhiêu cái quy trình ở những cái nhóm nào mà nó thuộc trên cái danh sách này thì nó sẽ hiển thị hết ra cho mình, từ cái tuân thủ chung, thực hiện đúng, xác định người bệnh, thông tin tư vấn an toàn phẫu thuật của nhóm bác sĩ với điều dưỡng là có đúng và thực. À, nếu mình giám sát hồ sơ thì hồ sơ bệnh án thì nó sẽ mọc lên. Nếu mình giám sát về tuân thủ phác đồ thì nó sẽ mọc lên. Tương tự như vậy, an toàn sử dụng thuốc, phòng ngừa ngã, phòng chống dịch và những cái hoạt động cải tiến nó cũng ở đây cho chúng ta có thể xem nhanh. Vì là từ mình có thể đi vô cái giao diện cải tiến này từ menu, từ ở từ 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 tách ba, rồi từ một số cái giao diện tổng hợp đó, thì cái này nó cho phép mình nhìn tổng thể. Ở đây chỉ có một cái điểm mình cần phải lưu ý là
cái sử dụng an toàn sử dụng thuốc này á, nó lọc theo cái nhóm quy trình. Thành ra nếu mà cái sử dụng thuốc của điều dưỡng mà mình đã xếp vô nhóm sử dụng thuốc thì nó sẽ hiện lên chỉ số ở phần này. Nhưng nếu mình lại để quy trình kỹ thuật điều dưỡng thì nó sẽ không cộng dồn vào cái nhóm này. Cái này thì do mình đặt cái tên nhóm của cái quy trình đó là nhóm nào thì nó sẽ cộng vô trong cái nhóm đó. Có một số cái tình huống á, nó ở trên rất là nhiều nhóm. Thành ra chúng ta phải quyết định một cái nhóm nào là nhóm chính. Nhóm chính để cho nó thống kê. Đó là cái về chỉ số ha. Chỉ số ở trên cái giao diện máy tính. Giao diện máy tính thì đó mình mở ra như thế này. Hiện giờ phòng ngừa ngã mình chưa có. Điểm khuyên là mọi người đừng có xóa, nếu chưa có nhu cầu liệu thì đừng có xóa nó đi, vì những nội dung này là những nội dung gần như nó bắt buộc nó cần có trong tiêu chí. Thành ra mình chưa làm thì mình cứ để đó, nó trắng trơn gì cũng không có sao. Khi nào mình đưa nội dung vô giám sát có dữ liệu thì tự động nó sẽ chạy lên. Phẫu thuật ở nhân ái chắc cũng có làm, nó không có nhiều nhưng cũng có làm. Phòng chống dịch thì sao? Phòng chống dịch thì mình đưa bất kỳ cái nào mà liên quan đến phòng chống dịch mình có thể đưa lên, và Bộ Y tế đưa cái nào lên thì mình bổ sung cái nào thì mình có thể xây dựng bản kiểm mình đưa vô. Thì ví dụ như ở Nhi Đồng 1 hiện giờ vẫn còn duy trì giám sát về V2K, phòng V vaccine là bây giờ không cần nữa, nhưng mà 2K là vệ sinh và khử khuẩn, diệt khuẩn và vệ sinh bề mặt, rồi thông khí phòng ốc, rồi gì đó khử khuẩn là hoàn toàn. Nó rất là thực hành, không phải chỉ có COVID-19 đâu, tất cả các bệnh truyền nhiễm và đường hô hấp khác hay là rất là thực hành phòng ngừa chủng mà có thể áp dụng rất là nhiều. Khi nào hữu sự có dịch gì đó, họ yêu cầu mình giám sát thì mình đưa nội dung vô phòng chống dịch, nó sẽ mọc lên thôi. Đó thì cái double nó có một số nội dung như vậy. Cái chỉ số Quỳnh nó có một nội dung như vậy. Về cuối cùng thì mình muốn chia sẻ với mọi người một chuyện. Về cái phần kết luận lại á, chia sẻ với mọi người chuyện mình nên bám những cái khung nào đó mà nó giống như là thức ăn, thức ăn là cái để cho người ta sinh tồn mà, nên mình rất thích cái khung tên là diet, cái thực đơn thì thực đơn của nhà quản trị chất lượng sẽ gồm có ba món chính này nè. Ngoài cái thứ nhất là hoạch định ha, hay là hoạch định, ở đây là define ha, hoạch định, quality define. Trong tình huống mình giám sát, đây là mình define cái gì? Define về dữ liệu và define về hệ thống. Hồi phần đầu mình đã chia sẻ nhau rất là kỹ là cái bản kiểm soát, agilis. Cái này là nền tảng, nếu cái đó mà nó sai, phía sau nó sẽ không có đảm bảo chất lượng. Cái thứ hai là QC, kiểm soát chất lượng. Mình phải phân công người, mình phải hướng dẫn họ kỹ năng giám sát. Nếu mình phân công anh chị nào, người đó phải rất là rành sử dụng ứng dụng, mình phải quy định cho họ cái cơ mẫu, rồi họ phải thực hiện giám sát, nghĩa là họ phải dành ngày giờ công để họ đi giám sát, và cuối cùng mình phải xem xét chế. Nếu mình giám sát mình đến đó thì nó cũng bằng không luôn, không có ý nghĩa gì cả. Cái phần QC này là thiết yếu cho chất lượng. Tiêu chuẩn hóa là nền tảng, QC là thiết yếu. Vậy cốt lõi là cái gì? Nếu mình giám sát, mình xem xét rồi mình than ngắn thời gian mình để đó thì cũng bằng không. Mình giám sát xong rồi mình phải coi có cần phải cải tiến cái gì. Đôi khi chỉ cần là đào tạo lại cho họ một số kỹ năng thôi. Và nhớ là cái mô hình mà Niệm giới thiệu đầu là mô hình 3H. Cải tiến là cốt lõi, chất lượng phải tới cải tiến. Còn nếu không cải tiến thì mọi thứ mình làm phía trên đó trở thành vô nghĩa, trở thành hình thức ở trên giấy. Và cái cuối cùng là phải làm sao tạo ra giá trị. Giá trị ở đây được mô phỏng bằng cái gọi là văn hóa an toàn, psychoculture. Văn hóa an toàn này nó thể hiện trên thực tế bằng sự tham gia của lãnh đạo và cái bộ phận quản lý. Ở chỗ họ có coi chỉ số hay không? Mình trình cái gì đó lên cho cải tiến, họ có phê duyệt hay không? Định kỳ họ có xem xét dựa trên cái hệ thống số này hay không? Hay là nhóm chỉ có làm mà lãnh đạo không hề quan tâm. Thì như vậy Niệm đang hướng dẫn các anh chị sử dụng một cái ứng dụng nó rất là nhỏ, tại vì làm nhỏ mà ở đâu là cái tư duy của nó là nghĩ lớn cho nó có hệ thống.
làm nhỏ thôi, ban đầu mình chỉ làm nhỏ, nhưng mà mình thêm cái quy trình dần dần, thêm nhóm chỉ số vô dần dần, rồi mình thực hiện cải tiến, thì như vậy nó sẽ lớn dần lên. Mà muốn nó lớn dần lên mà đúng cái mình muốn thì phải đầu tiên mình phải nghĩ lớn. Thì cái ứng dụng này được thiết kế theo cái cách nghĩ, cái cách tư duy như thế, nghĩ lớn tí xíu, làm từng bước dần dần, thêm vô dần dần. Và nếu mà mình làm theo đó mình đi rất là nhanh, tại lần đầu mình làm có một quy trình thôi cũng phải build nguyên cái ứng dụng khá là lâu. Nhưng mà cái thứ hai chỉ thêm cái bản kiểm là xong công việc, thành ra nó sẽ đạt được cái yêu cầu thứ ba là đi rất là nhanh, mua phát. Đó là ba cái phần hướng dẫn chung á, thì em xin phép là chia sẻ một số cái nội dung như vậy. Riêng cái phần cuối là mà ở trong cái bài không phải là mục tiêu chính, là em không có hướng dẫn, em muốn giới thiệu thêm, đó chính là cải tiến. Trên cái thẻ cải tiến này các anh chị có thể đăng rất là nhiều thứ, thậm chí có thể là để lên cái danh bạ động cho cái khoa phòng luôn. Ở đây là thêm cái dấu điện thoại này này, rồi vô một cái chỗ nào đó, ví dụ như là khoa ban giám đốc, mình edit cái này lên, mình thêm số điện thoại vô trong đây, ví dụ số điện thoại bàn. Rồi mình lưu. Bây giờ mình quay trở lại mình thử ra làm sao. Mình thử ra làm sao. Thì mình thấy là ở trên này hình như đã giấu cái vì nếu mình muốn gọi ban giám đốc là đơn giản lắm. Cách làm sao để bị sai á. Nó bị sai thì mình sẽ chỉnh lại cái cấu trúc này. Nó ghi 310, vì là ở đây nó không có ổn. Và như vậy nó sẽ tự động điền cái số điện thoại cho mình chỉ cần đúng nhấn gọi. Và điện thoại có nhiều sim thì mình phải chọn cái sim mình gọi đó, thì nó khá là tiện. Đi ra ngoài văn phòng không có danh bạ thì hoàn toàn cũng có thể truy cập vào cái danh bạ này. Cái chỗ này thì mình sẽ coi lại cái hàng ha anh chị. Cái hàng hình như là đúng rồi, niệm đã làm sai, vì cái này là 028, là nó có cái cái này là 028, này là cái mã vùng của thành phố Hồ Chí Minh, thành ra nó phải có cái dấu mặt, cái dấu mặt. Đây mình coi test lại ha, coi nó đúng không. Nếu mà test lại nó đúng, nó phải lưu lại để đồng bộ lại dữ liệu, nó lưu lại. Cái này nó bị lỗi mặt network. Nếu mà nó làm đúng rồi, hiện nay gọi điện thoại thì nó phải chạy. Thì cái số điện thoại, cái phone ở dưới, các anh chị thấy nó cắt không có ok ạ. Nó cắt không ok, để niềm coi lại cái hàm cắt dán này nó làm không ok. Nhưng mà nó vẫn gọi đúng ha. Ở phía bên này nè, mình nhìn thấy nó là 028 có 310. Thành ra khi mình gọi qua số nội bộ thì nó chỉ có cái số 9. Sau mình gọi thì mình sẽ nhắm qua số nội bộ. Đó là cái tổng đài, cái quy trình hoạt động của tổng đài. Đó là cái thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, trên cái thẻ này thì mình có thể thông tin thông báo gì đó, thông tin thông báo gì đó cho mọi người ở các khoa về những cái mảng hoạt động, để có thể chúng ta trao đổi thông tin nhanh, mà nó có thể lưu lại ở trên này thay vì mình nhắn qua Zalo rồi chẳng hạn, thì nó không có lưu lại để cho mình có thể làm bằng chứng. Hoặc mình cũng có thể chọn cái hoạt động cải tiến và có thể add cái file nó lên. Nên mình mở qua đây. Đây, ví dụ mình đăng ký là thêm một hoạt động cải tiến gì đó. Bây giờ mình nhận xét là tình hình chỉ số nè, chỉ số ví dụ này cho demo ha, chỉ số đang thấp ở nội dung vệ sinh tay, ví dụ gì ha, cho một lĩnh vực đề xuất. Lĩnh vực đề xuất này mình sẽ chọn một trong cái danh sách lĩnh vực này liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn, và hoạt động đề xuất của mình á là thực hiện cái gì đó, ví dụ đây là tăng cường giám sát, mình chọn là nhóm giám sát, và mình ghi nội dung đây là tăng cường giám sát
vệ sinh tay tại khu vực gì đó. Giả dụ nãy mình xem chỉ số thấy khu vực nào nó được chưa ổn, và nếu mình có một cái kế hoạch gì đó, một cái dạng file mà mình lập ở đây mình muốn lưu hồ sơ, thì hoàn toàn mình có thể đưa một cái file đó lên ha, ép vô cái file đó lên. À, được rồi, tôi lấy một cái file nào đấy, lấy cái bài thơ gì đó không biết, rồi đó bài thơ COVID-19 gì không biết, đánh đại lên, lên trong cái file đó thấy cái gì lấy đại lên, thì mình có thể lưu cái file này lên ở ngay trên cái hồ sơ này. Và sau khi đó thì mình nghĩa là mình đã tạo ra một cái hồ sơ á, một cái hồ sơ mà để cho mình có thể kiểm soát nó cái trên trên cái này luôn. Bữa sau nếu mà mình muốn coi cái file này thì mình có thể mở cái file này ra, vì file này là file dạng Word, thành ra nó chỉ cho phép mình mở tải xuống thôi, nhưng nếu file PDF thì mình hoàn toàn có thể click vào đây để mở coi trực tiếp trên ứng dụng, thì nó sẽ khá là tiện lợi. Và sau này nếu mình làm tới cái bước cải tiến xong mà mình có kết quả tới cái phần thực hiện, thì mình có cái báo các kết quả, thì mình cũng có thể add cái file lên trên đây tương tự như vậy. Và như thế này nó sẽ có một cái hồ sơ rút gọn cho các hoạt động cải tiến, sau này có đánh giá cái gì đi được tìm nó cũng khá là dễ. Thì đó là niềm giới thiệu thêm cái phần cái tính năng về cải tiến, vì mục đích chính của nó là để quản lý cái hồ sơ cải tiến ở cấp đơn vị của các khoa phòng một cách tóm tắt để cho nó dễ dàng cho mọi người. Thành ra nó đặt tên là cải tiến, nhưng nó có thể sử dụng để cho mình thông tin thông báo và những cái tin tức nội bộ. Chắc là Niệm xin tạm dừng cái phần trình bày ở đây, rồi để cho các anh chị có cái câu hỏi chia sẻ gì đó, có câu hỏi gì thì mình sẽ chia sẻ thêm. Mọi người có cái câu hỏi gì thì có thể đánh vào cái phần chat, hoặc là hình như có bạn nào mới vào hả? Đánh vào cái phần chat hoặc là mình mở mic rồi mình đặt câu hỏi trực tiếp. Rồi, xin mời tất cả mọi người mình bắt đầu cái phiên mình thảo luận hay mình đặt câu hỏi. Mọi người đâu hết rồi? Dạ, cảm ơn bác. Em hả? Có Mở hàng đợi này, mời chị Hằng. Mời chị Hằng. Hằng Lê. Rồi, mời chị Hằng phát biểu, mở mic ra. em nghe ạ. Mời chị Hằng thì nghiệp tắt. Dạ em nghe thầy. Một người người nào nói mới mở người nào nói mới mở mic. Các chị lưu ý là ai nói giơ tay lên rồi niệm nói mời chị Hằng thì chị Hằng mới mới mở mic để nói, nếu tất cả mọi người mở mic thì nó sẽ hú như thế đó. Để em nghe thế, để em đang đổi Rồi. cái máy nó bị hết pin. Rồi chị Hằng có Dạ. ý kiến gì chị giơ tay đó. Mời chị. Em bấm lộn rồi đó. Rồi Dạ thôi thì Niệm hạ em. tay xuống. Không sao, bây giờ tới anh Xuân Nguyên. Mời anh Xuân Nguyên. Anh Xuân Nguyên mới thấy giơ tay mà ta. Rồi bây giờ tới chị Thảo. Dạ bác. Rồi chị nói đi. Dạ em có một số ý như thế này. Thứ nhất là cái mà nếu mà mình giám sát mà chọn bước á, thì khi mà cái phần mình chọn ba bước, nhưng mà lúc mà mình đánh bước sai là mình đánh là bước thứ tư sai, thì nó vẫn đánh Là cái ứng dụng này nó không đủ thông minh để nó chưa được tùy biến cái chỗ đó. Tùy biến cho là ví dụ bước ba bước sai thì nếu chọn ở phía trên ba bước thì chỉ hiển thị ba bước phía dưới, chỉ có chọn sai trong ba bước đó thôi. Ứng dụng hiện giờ cái hàm đó chưa được tùy biến chỗ đó. Yeah. Thành ra
Thành ra là nếu mà chị chọn ba bước đó thì chị phải tự quyết. À, trong tương lai này sẽ chỉnh dần dần, nhưng mà khuyến cáo chung ha, những khuyến cáo chung để hướng tới mức chất lượng sigma thì coi như mình có coi cắt ngang đi nữa, cắt ngang có ba bước đi nữa, mình vẫn coi là giám sát toàn quy trình, thấy ba bước đó sai điền những ba bước sai, những bước còn lại coi như không coi, coi như đúng theo nguyên tắc đó dễ hơn rất nhiều. Mà như thế chúng ta mới có sau này mới có sử dụng cái chuẩn 6 sigma được. Đó là cái điểm những khuyến cáo ha, hiện giờ cũng bày ra cho các bạn chọn tùy biến, nếu ai thích thì chọn. Tuy nhiên khuyến cáo chung là không nên giám sát một phần, mà giám sát coi như có coi ba bước thì cũng như coi hết, những chỗ mình không coi coi như làm đúng, tại vì mình phải tin là đa phần là làm đúng chứ, tình hình chung là vậy mà. À, vì sao mà điểm đi khuyến khích mọi người đi theo hướng đó, vì lý do như thế này. Bình thường mình canh á, mình canh thì người ta sẽ cố gắng làm đúng, thành ra lúc mình có mình ở đó là không có ý nghĩa. Thành nên mình đi cắt ngang á, thấy họ sai á là cắt lại sai, nhưng à, thấy là sai cắt là sai. Nhưng nếu mà mình đi ngang thấy họ đang làm bước 4 rồi thấy mình ở đó thì bước 5 bước 6 chắc chắn phải ráng làm cho nó đúng, thành ra canh nữa là vô nghĩa. Đó, cái tiếp cận của chỗ niệm thì làm theo kiểu đó, thành ra nên giám sát là tính là toàn bộ. Rồi chị Thảo có ý kiến gì thêm không, có ai Dạ, hỏi này? bác có thể nói rõ hơn cho em cái chỗ mà chế độ lọc của cái bảng điều khiển dashboard là tuần tuần có dạng tối đa và tối thiểu được không ạ? À? Dạ em. À, chị để ý là chị lọc đây, Dạ, nó chị có lọc cái theo tuần. tuần là em chưa hiểu cái tối đa tối thiểu đó là. À, rồi thôi, cái tối đa tối thiểu chức năng này là nó tạo ra tự động, và niệm không có tạo cái này ra cho mọi người lọc. Mọi người muốn lọc thì sử dụng nó thì lọc, nhưng đó không phải là chức năng chính. Niệm nghĩ là mọi người tạm thời đừng quan tâm. Tuy nhiên chị hỏi qua đó thì niệm nói như thế này, niệm nói thế này, khi nó là một cái trường mà số hay là trường mà số thì nó sẽ biểu tối đa. Ví dụ đây là mình, nó là trường tùng, họ đang đặt là trường số, thành ra nó hỏi là tối đa tới ở đây, nó gợn chữ là tối đa, thành ra mình sẽ nói là ví dụ lọc từ tuần 3. À, mình đang dữ liệu có tuần 14 với lại tuần 15 đúng không? Mình nói là tối thiểu là tuần 11, tối đa là tuần 13, thì coi nó có cái gì không? Nó sẽ không có gì. Tuy nhiên nếu mà mình sửa lại tối đa là tuần 16 thì nó nằm ở trong phòng dữ liệu của mình, nó sẽ lọc lên. Cái tính năng là tính năng tự động, nó không phải là mục đích chính. Nhưng mà nếu cái trường nào mà nó là dạng số thì nó sẽ cho mình đưa vô hai cái từ tuần 11 tới tuần 16 thì toàn bộ dữ liệu sẽ hiện ra. Đó, ý là vậy. Còn nếu nó ở những cái trường khác là nhóm thì nó cho mình chọn ha, thì đây là kiểu định dạng. Chị hỏi cái đó tại vì nó là phần thêm, phần gọi là áp xích nó tặng kèm. Chị rõ không? Chị rõ không? Dạ, em rõ Nhưng rồi mà ạ. nếu mà chị cần thiết chị lọc dữ liệu này thì cũng được đó. Chị lọc gì chị đa thì chị tải xuống đúng không? Sẵn đó niềm hướng dẫn luôn cái chức năng tải ha. Vậy thì mình lọc xong cái mình tải cái này xuống, mình nhấn luôn là tải, thì nó sẽ tải xuống cho mình một cái file CSV. File này nhìn thấy người không đọc được, vì mình phải biết là cái máy của mình đó, nó tải, nó đặt cái file này ở đâu. Bây giờ mình chuyển dữ liệu thì ở trên ứng dụng cái phần hướng dẫn tải dữ liệu, người ta có hướng dẫn mình chuyển qua Excel. À, cụ thể như thế này, ở cái máy Excel mà những năm sau này thì nó dễ lắm, chọn vào data, chọn form test là CSV, xong mình phải biết cái file của mình nó để ở đâu, là do cái máy mình cài đặt nó download xuống để đâu ha. Ở máy của niệm sẽ để mặc định ở cái file, cái thư mục download, rồi mình chọn cái file mới vừa tải xuống này. File là từ áp xích 2014 tháng 4 ngày 12 này đó. Rồi thì nhớ import từ, chờ một chút xíu nó xử lý như vậy. Nó sẽ ở cái chỗ này nó hơi bị che. Rồi ở trên cái Excel này nó sẽ xuất hiện cái chữ gọi là load tải data ha, là mình tải, là nó đã chuyển cho mình qua cái dạng Excel tiêu chuẩn.
Chị thấy không? Nó rất là thoải mái ha. Với cái Excel tiêu chuẩn này thì mình muốn làm gì thì làm. Đó, sẵn chị hỏi cái chỗ mà lọc á, thì sẵn là niệm hướng dẫn cho mọi người tải dữ liệu luôn. Rồi, còn có hỏi gì nữa không? Dạ, em còn một câu hỏi nữa, đó là ví dụ như em mở cái khung năng lực, ví dụ như em đang mở cái biểu đồ của Depo luôn, cái biểu đồ khung năng lực tuần thứ 15 chẳng hạn, em muốn coi cụ thể cái đó. Thì ở trong này Ở ví dụ đây khung năng lực tuần 15 ha. dạ. Rồi, mở lớn ra. Rồi, em chọn em nhìn thấy khung màu màu hồng thì có khung năng lực size là S, có tổng số là 3 quy trình với quy trình là rửa tay với nước xà phòng, nhưng mà khi em click vào á thì là nó có thể ra cái thông tin Rất của rất là chi tiết. nhiều, mà rất là nhiều. Rồi hồi nãy nếu mà chị để ý kỹ thì mới có nhắc là ở trên cái áp suất này, cái biểu đồ bánh á, nó lọc dữ liệu cho chị rất là tốt, trong khi biểu đồ thanh này không làm được cái đó. Ở đây chị rê chuột chị biết thôi, chị nhìn để cái biểu đồ này là một tùy biến của Pareto để nhìn coi nó biết là cái nào nó nhiều. Ví dụ ở đây nó khung S là nhiều, là khung S. Nhưng mà khung S này ở quy trình nào thì mình rê chuột tới mình coi nè. Cái này mình coi nhanh thôi. Để mình biết là ở đây có ba cái thể là nhiều này, là mình chỉ biết nhiều ít thôi. Còn nếu mà muốn coi chi tiết á ha. Coi chi tiết này là nó ra giao diện chi tiết và nó sẽ không có, nó không có trở tới cho chị ấy, mà nó trong data nó là cái nào ở đầu thì nó đưa lên trên. Cái đó là cái dở của cái biểu đồ dạng dạng thanh. À, chúng ta không sử dụng cái biểu đồ này để lọc dữ liệu. Chúng ta chỉ sử dụng cái biểu đồ bánh này để lọc dữ liệu thôi ha. Đó, đó là điểm bất lợi ha. Cái ứng dụng này, cái tính năng của cái nền tảng áp suất biểu đồ thanh này nó không cho làm được chuyện đó anh chị. Dạ, em cảm ơn bác, em hiểu rồi ạ. Đó. Nhưng mà mình lấy cái dữ liệu đó để làm cái gì? Dữ liệu chi tiết là để làm cái gì? Dữ liệu chi tiết mình muốn thì mình đào nguyên cái file xuống đúng không? Đào cái file giống hồi nãy đó, đi từ cái biểu đồ bánh này mình đào xuống để mình xử lý cái gì đó. Thông thường chỉ làm nghiên cứu cái gì đó đặc biệt mình mới đưa xuống cái đó. Còn bình thường là chỉ nên sử dụng những dữ liệu tổng hợp này và những cái ghi chú của người ta. Ví dụ mình vô cái khoa, cái họ có ghi chú gì hồi nãy, niệm có ghi chú gì đó trong quý 2 này, nó sẽ để đó đây toàn bộ luôn. Mình chỉ quan tâm cái bước nào sai họ có đã ghi chú cái gì đó thì mình để đây. Mình chỉ cần coi đây là đủ. Về mặt để mà thực hiện QC á thì theo niệm không có nên làm phức tạp tải hết dữ liệu xuống đâu. Làm gì chỉ khi nào mình làm nghiên cứu gì đó mình phân tích là so sánh thôi, còn bình thường chỉ cần mình vô đây mình coi những cái gì sai để mình nhắc người ta. Rồi, Thảo còn hỏi cái gì nữa không? Dạ không ạ. Rồi, các anh chị khác. Có câu hỏi. Ở trong cái phần chat là có chị Hằng Lê là khi quy trình có nhiều hơn một bước sai thì phần ghi chú riêng có ghi từng bước hay người giám sát phải ghi rõ bước nào sai cái gì, và khi bước sai thuộc cái khung khác nhau thì sẽ khó thống kê. À, không biết là chị Hằng mở mic trao đổi thêm. Chị Hằng không có mic hả? Rồi bây giờ không có mic thì cũng hơi bị khó. Cái câu hỏi này nó có cái muốn giải thích cho chị cho rõ thì nó chưa đủ thông tin. Giờ niệm trả lời câu thứ nhất ha. Khi quy định có nhiều bước sai, có bao nhiêu bước sai? Thông thường nếu anh chị làm bản kiểm đúng như cái mà niệm hướng dẫn, làm rất chi tiết thì gần như không cần ghi chú. Còn nếu anh chị làm bản kiểm nó không chi tiết thì lúc đó cái phần sai nó nhỏ, ở trong đó phải ghi chú rất là nhiều, như vậy sẽ rất là bất tiện mà nó không có thống kê được. Còn nếu cái nó từng cái nội dung đã làm chi tiết ra thì như thế chỉ cần lít vô là biết sai cái gì rồi, không cần ghi chú. Thì đó là tùy cách cái chị anh chị chọn ha, chứ nó không có ai ai cái ứng dụng nó chỉ tạo ra cái công cụ như vậy thôi. Còn các anh chị muốn bớt bớt cái gõ thì mình làm cái bản kiểm chi tiết hơn, vì số lượng bản ơi, bước là không có giới hạn. Đó là điểm thứ nhất. Thì nó vậy. Còn vậy chị làm nguyên một cái nhóm lớn vậy thì chắc chắn chị phải ghi chú sai, không cần phải sai bước nào. Nếu một một đã nó là một bước mà
nhớ xa 2 bước thì chị ghi cái nội dung cụ thể. Thì đối với câu hỏi thứ nhất này, Niệm chỉ có thể trả lời như thế này là chị Hằng. Bước thì quy trình tính, còn ghi chú là ghi chú cụ thể cái gì sai, chúng ta không cần phải ghi chú sai ở bước nào. Vì cái đó là cái gọi là gì? Cái thông tin cụ thể mà dạng test nè, ghi bước sai bước nào đi nữa thì cũng chả có ý nghĩa gì. Người dùng thực tế nếu mà cần thì nhìn vô đó họ sẽ biết cái thông tin này là ở bước nào. Đó là điểm thứ nhất là câu hỏi thứ nhất ha. Và khi bước sai thuộc các khung khác nhau thì sẽ khó thống kê. Niệm không hiểu là bước sai thuộc khung khác nhau sẽ khó thống kê là sao? Vì vì khung nó có nhiều cái khung năng lực, thành ra khi sai á thì nó sẽ thống kê vô khung năng lực đó. Ứng dụng này không không tách cái chuỗi đó ra, không tách cái chuỗi ra, ví dụ sai ba ba khung thì nó sai ba khung. Nhưng đối với Niệm, khi một người làm thống kê á, một người làm về cái Pareto á, thì Niệm có ý kiến như thế này. Bây giờ Niệm mở ra một cái giao diện cho dễ thấy ha. Cái này chưa làm cho cái giao diện khoa nó mới có. Giao diện khoa. Giao diện khoa. Đây, ví dụ như đây khung nó được sai của cái khoa này. Nó sẽ khó thống kê. À, Niệm không quan tâm tới cái bước C mà có ISC gì nó, vì trên ba tô rất nhỏ. Người làm Pareto sẽ quan tâm tới xác suất số lớn. Nhóm thứ nhất phải quan tâm là cái nhóm S này, toàn là S không này, kỹ năng rất là nhiều, nghĩa là mình phải đào tạo cho họ kỹ năng. Nhóm thứ hai là bước C này này, một bước C thôi mà rất là nhiều, ở dưới có bao nhiêu bước C nữa thì kể đó cũng bằng là bước C thôi, nhưng nó là thiểu số. Thành ra những cái chuỗi rồng rắn lên mây này này, chuỗi rồng rắn lên mây này ở mà nó ở nhỏ phía sau này, thì đối với một người làm quản trị là không quan trọng, không thuộc phần quan tâm. Không biết là nó có đúng cái chỗ ý của chị Hằng không, chị Hằng có thể chat lại nếu mà chưa rõ. Và nó có một cái điểm nữa mà còn phải lưu ý, thông thường nếu mà mọi người để ý một tí xíu á thì nó sẽ có sự liên quan. Một nhân viên mà cái quy trình nó có 10 bước mà họ làm sai bước bước 2 chẳng hạn, có thể nó sẽ dắt dây sai bước 5, nó có một mối quan hệ. Thành ra Niệm không có tách cái chuỗi này ra. Mọi người muốn tách cái chuỗi này ra để mà xử lý, để coi C là bao nhiêu phần trăm thật sự hả, theo Niệm là không cần thiết lắm. Vì những cái này phía sau có cộng lên là tỷ lệ thay một tí thôi, nhưng mà chả ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. À, chả ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Chủ yếu là coi những cái phần lớn này thôi này. Nhưng mà có một số cái là có ý nghĩa. Ví ý nghĩa, ví dụ như là BI ha, xác định người bệnh. Xác định người bệnh thường là sai, số lượng sai rất nhỏ. Vì xác định người bệnh ở như ở như là một đặt kỳ vọng là tỷ lệ sai của xác định người bệnh là phải và tỷ lệ đúng á, là phải 99,999%, gần như 100%. Thành ra sự xuất hiện của BI ở bất kỳ cái chỗ nào đều là cảnh báo. Ví dụ đây xuất hiện BI, đây xuất hiện BI. Lúc đó mình chỉ cần biết là BI đang xuất hiện ở thứ mấy. Đây là ví dụ như trong cái biểu đồ thật này này, 1, 2, 3, 4, 5. Niệm sẽ kết luận là BI hiện giờ đang xuất hiện trong top 5. Top 5 là nặng lắm á. Bình thường nó phải văng ra khỏi top 10. Đó. Thì không biết là cái câu hỏi ở cái câu trả lời của Niệm như vậy á thì nó có thỏa mãn chỗ chị Hằng hay không. Chị không có mic thành ra chị có thể chat lại. À, đúng rồi chị Hằng hiểu rồi đó. Nếu mà sai cái nào thì phải ở cái bước nào mà nó quan trọng á thì phải tách ra. Vì cái chương trình nó không có giới hạn số bước. Hồi xưa là cái form á, nó dài, thành ra cái form trên Google Form nó sẽ rất là dài, thành ra tách bước càng nhiều thì nó càng phức tạp. Nhưng bây giờ cái chuyện mà tách bước nó không gây khó cho chúng ta, thành ra cái gì quan trọng thì nên tách ra. À, các chị Hằng là rõ ý rồi. Còn anh chị nào khác có câu hỏi không? Nếu không có mic thì mình chắc. Chị Thanh. À, dạ em chào bác ạ. Dạ bác ơi em cho em hỏi thêm chút xíu. Hiện tại thì bác đang hướng dẫn cái khung năng lực này thì là chủ yếu là các cái quy trình kỹ thuật bên lâm sàng ấy ạ. Dạ Đúng ví rồi, dụ đúng rồi. như nếu như chúng em muốn
thêm các cái quy trình kỹ thuật, các cái quy trình về tuân thủ nhưng mà không thuộc lâm sàng, ví dụ như là tư vấn các thứ gì đó hoặc giao tiếp hướng dẫn gì đó À, bác? rồi rồi chị. Nếu mà tư vấn cho dịch vụ lâm sàng, bây giờ tư vấn về dịch vụ khám chữa bệnh, tư vấn cho họ làm cái gì đó, họ chăm sóc bản thân họ, nó là lâm sàng rồi. Thành ra chị phải phân chia theo khu năng lực. Tại sao? Nếu mà họ sai chỗ đó, nghĩa là cái kỹ năng giao tư vấn của họ, cái kỹ năng mà giao tiếp của họ có vấn đề, thì mình phải tập hướng cho họ về kỹ năng giao tiếp. Những cái hướng dẫn đó là kỹ năng về giao tiếp nghề nghiệp, mà thành ra nó nằm ở trong cái khung lâm sàng. Chị rõ không? Dạ, vâng em rõ rồi. Ừ. Dạ như vậy là các cái Còn quy nếu mà cho trình. những trong ví dụ như này này, ví dụ như là mình đi kiểm gì, mình rất mình dụ, ví dụ mình kiểm về an toàn điện đi ha, ví dụ mình có một cái chương trình là để phòng ngừa cháy nổ hay gì đó, hay là tiết kiệm điện, thì lúc đó toàn bộ cái kỹ năng đó, những cái bước của nó mình mã hóa là bước S hết, khung S hết, để nó không lẫn vào cái khung lâm sàng. Khung lâm sàng được định nghĩa là những quy trình vận hành trên lâm sàng, kể cả sử dụng thuốc, kể cả dược, kể cả là mình tư vấn cho người bệnh, kể cả là mình làm tất tần tật gì mà tên đối tượng là bệnh nhân, thì nó là lâm sàng rồi. Lâm sàng là bên giường bệnh mà chị, hướng dẫn cho người ta trên giường bệnh để phòng ngừa ngã thì nó đã là lâm sàng rồi. Còn mình kiểm hồ sơ ở khối văn phòng, những cái chỗ khác này niệm niệm nhắc là khối văn phòng hoàn toàn có thể sử dụng cái này để mình giám sát những quy trình của văn phòng. Ví dụ mình làm ISO hay làm gì đó, họ có kiểm soát, họ có thể giám sát. À, mình cũng đưa nội dung vô, nhưng toàn bộ nó sẽ được mã hóa là mã S, vì nếu chị mã hóa theo cái khung đó thì nó sẽ làm nhiễu đi cái chỉ số lâm sàng. Chị rõ không? Dạ vâng ạ. Dạ em cũng có một chút thắc mắc thêm là ví dụ như kiểm tra hồ sơ bệnh án đó bác, thì chẳng hạn như bên em có cái quy trình kiểm tra và các bước kiểm tra, em muốn xây dựng cái chỉ số theo tên ở bên này thì Cái hồ sơ bệnh án nó đã có khung trên đó, chị chỉ cần đưa cái nội dung giám sát đó vào trong cái app, tức là đưa bản kiểm vào trong app, và cái nội dung bản kiểm đó chị chọn cái nhóm là hồ sơ bệnh án, nó đã có sẵn trên khung đó đó, đó chị. Hồ sơ bệnh án đã có cái khung rồi, chỉ cần đưa nội dung kiểm tra, chọn cái nhóm đó là hồ sơ bệnh án thì nó sẽ hiện ra để cho chị giám sát, và khi đó nó sẽ chạy ra thẳng cho chỉ số cho chị là hồ sơ bệnh án lên trên dashboard luôn, chứ không Dạ vâng. cần làm gì thêm, cái đó có sẵn. Tại vì niệm làm với Nhi Đồng là nó có sẵn với cái đó, toàn bộ những cái nhóm này nó rất là nhiều này, để niệm mở ra ha. Cái người nào được phụ trách quản lý á, nó sẽ được thấy cái thẻ này mà có thể sửa. Cái thẻ là thẻ thẻ có cái hình cái khóa mà đây là quản trị người dùng, thì người đó sau này sẽ, ai được cấp quyền vô đây thì sẽ có thể thay đổi đánh giá viên, thay đổi giám sát viên, rồi thậm chí là có thể xem cái người đó là giám sát nhiều hay ít. Trên đây họ thống kê luôn này, có thể thay đổi cái account của người ta, rồi có thể thêm bớt quy trình, có thể thêm cái bản định nghĩa. Thì cái này vì bữa nay tập huấn cho cái nhóm lớn, thành ra niệm có hướng dẫn. Sau này khi mà xong hoàn chỉnh hết rồi chuyển giao thì niệm sẽ chuyển giao cho bộ phận admin. Đây này, ví dụ ha, bây giờ mình mở cái thẻ là quy trình ra. Bây giờ giả dụ chị muốn thêm một cái quy trình gì đó, bây giờ ví dụ như là hồ sơ bệnh án đi ha, mình sẽ thêm rồi tên quy trình, mã quy trình. Lưu ý mã quy trình này chỉ gõ đúng một lần thôi, gõ sai là nó không cho sửa đó, phải người admin vô trong data sửa rất là cực. Mình ghi là mã quy trình là hồ sơ bệnh án, tên quy trình là kiểm tra quy quy chế hồ sơ bệnh án, nhóm này chọn nhóm hồ sơ, cái này cái nhóm hồ sơ bệnh án sao đâu mất tiêu à, không biết hồi bữa nay mấy là sao bị sót ha. Vậy thì nếu mà nó sót thì mình sẽ định nghĩa thêm cái nhóm đó, cái nhóm đó mình hoàn toàn có thể định nghĩa thêm quản lý hệ thống về sinh tây. À, bây giờ nó thích ở đây hồ sơ bệnh án này nó có sẵn này, tổng số bước của cái này là ví dụ là 10 bước, mà không có cái bước nào là hồ sơ bệnh án này
nó có xác định người bệnh không? Xin thưa cũng đôi khi nó cũng có, thành ra nếu chị muốn thì chị xây dựng, nhưng mà nếu chị không có thì chị không. Giao tiếp có không? Giao tiếp ghi hồ sơ, nếu mà chị kiểm tra thì có bước nào kiểm phân vô thì chị ghi. Hồ sơ bệnh án là một phần của lâm sàng mà. Rồi bước ra quyết định nếu không có thì chị ghi không. Bước kiểm soát nhiễm khuẩn không có thì ghi không. Tất cả là không. Vì nó chỉ còn bước S. Bước S thì không cần khai. Phần còn lại chắc chắn là S. Cái này hồi nãy đó, sao mà nó không có ăn. Đó. Nếu mà đây là toàn bộ là S thì chị khai báo tất cả từ trên xuống dưới là không. Chỉ có đánh điền vào tổng số bước. Rồi. Xong bây giờ chị thêm lượt. Chị thêm lượt. Là bây giờ chị mới ghi này. Khung năng lực đây là khung S. Đó, chỗ này mới phải ghi này. Chị thấy khung S này, bước này là bước 1, chị thấy là nó sẽ tự động hiện lên này. Cái mã của nó sẽ tự động là hiện là tên ý. Cái phần đầu là quy trình này, là hồ sơ bệnh án này, chấm này, S là 01. Bây giờ nhiệm vụ của chị là đó là chị xong rồi đó, kiểm tra quy chế hồ sơ bệnh án là xong là bước 01. À, nhưng mà cái view này nó đang bị hơi bị một số cái lỗi về hiển thị, niệm chưa có làm hết á. À, nó không có cái phần lời cho chị hướng dẫn là cái bước số 1 là bước gì. À, có lẽ là tài khoản này là không phải là tài khoản được full quyền, thì nó không cho chỉnh sửa. Tài khoản của Niệm đang đang làm một cái rồi đây là nó ra bước thứ nhất, rồi y chang như hồi nãy giám sát, thì thêm bước thứ hai, khung năng lực vẫn là S và bước này là bước số 2, thì nó sẽ cho cái mã cho chị. Rồi cái phần tên đó thì Niệm sẽ xem lại, rồi là sau sau đó là mình lưu, sau đó mình lưu ha, chờ nó đồng bộ tí xíu, mạng nó hơi bị chậm. Đồng bộ rồi xong, bên Niệm vô cái tài khoản của Niệm, bây giờ Niệm vô cái tài khoản của Niệm để mình Niệm vô cái chỗ đổi mật khẩu. Tài khoản của Niệm là hiện giờ đang là ở đây. À, nếu mà chị vô cái tài khoản bình thường thì nó chỉ hiển thị đúng cái tên của mình thôi, tài khoản của Niệm được cấp quyền cao hơn một một bậc, thành ra nó hiển thị tất cả mọi người. Rồi xong Niệm chọn thêm là hồ sơ bệnh án, phải chọn cái này trước ha. Thì khi mà đồng bộ xong á, thì khi mình mở cái form giám sát á, thì nó sẽ mới có hiện cái quy trình hồ sơ bệnh án này cho mình. Chị thấy không? Quy chế hồ sơ bệnh án. Nhưng mà vì hồi nãy là mình chưa có điền tên, thành ra nó chỉ có hai cái mục trống. Mình sẽ coi lại cách làm sao mà nó bị cái gì mà nó không hiển thị cái tên, mà nó chỉ hiển thị cái bước. Vì bây giờ nếu này hiển thị, niệm biết là bước 1, bước 2, thành ra mình chọn thì nó vẫn ra cái đó, nó vẫn ra cái lượt đó, nhưng mà nó không có cái tên thôi, chứ cái code nó đã có, nên là code cái đã nó cái key để mình tạo nó đã có. À, thôi không muốn nó thêm dữ liệu trong đó là niệm hủy. Rồi chị rõ chưa? Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn À, bác ạ. sau này để làm một số lượng lớn á, thì mình sẽ bàn khi mình điểm bàn giao cái app á, rồi á, thì các bạn nào làm admin á phải làm cái đó nó bằng cách là mình lên trên hẳn luôn trên cái cửa sổ Google Sheet này, mình soạn thảo luôn này, vô xin xét hồ sơ bệnh án này, kiểm tra quy chế hồ sơ bệnh án này đó, nó hồi nãy nó được tạo ra cho mình này ha. Rồi bây giờ mã bước quy trình này nó có hai cái bước, mình có mới thêm hai bước, mình chưa có mã số đúng không? Bây giờ mình ghi ra đây là đây là không phải bước mà đây là nội dung một. Nội dung một là cái gì đó, ABC gì đó. Nội dung hai là cái gì đó, nhưng mà ở đây để xếp thứ tự cho nó đảm bảo nó không bao giờ sai thì nó nhiều hơn 10 bước, thành ra mình đánh là 01 và 02 để trên cái phần mềm nó order theo trật tự ABC thì nó chính xác. À, mọi người thấy là bước số 9 thì không 9 ha. Đó, nó như vậy đó. Và nếu mình làm nhãn như đây rồi thì khi quay trở lại trên cái ứng dụng mình load dữ liệu lại, nó sẽ hiện cái nhãn nó lên cho mình. Giờ niệm load dữ liệu lại. Xong rồi mình vô cái giám sát. Mình chọn cái giám sát cái quy trình là hồ sơ bệnh án lúc nãy. Kiểm tra quy chế hồ sơ bệnh án. Thì nó sẽ hiện ra hai cái bước mà niệm mới vừa định nghĩa ha. Còn định nghĩa trực tiếp gõ từ cái màn hình form hồi nãy đó, không hiểu tại sao nó giấu cái phần tên, thì niệm sẽ coi lại để niệm chỉnh lại cho mọi người. Rồi, đó là cái app, nó còn cái sâu cho đó. Thì cái app này
thực tế là chuyển cho nhân ái là niệm cấu trúc lại rất là nhiều, tại vì ấp này ở bên Di Động nó gắn vô cái hệ thống chung, nó rất là nhiều thứ ở trong đó, thành ra niệm phải 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 viết lại một số cái lỗi chưa kiểm hết. Rồi còn ai có câu hỏi gì nữa không anh chị? Chị Thảo có hỏi gì hả? Dạ bác, có chị ở điều dưỡng á, là chị đang xây dựng các khung năng lực của cái quy trình kỹ thuật điều dưỡng á, thì chị có một khó khăn trong cái việc mà đánh giá cái bước nào là theo khung năng lực R, nguồn lực để thực hiện, là chị đang không không rõ về cái đó. Khung R đúng không? Dạ. Khung R đa phần là những cái khung nào mà mình kiểm sự đủ thiếu của cái điều kiện nguồn lực đầu vào. Nếu mà bây giờ mình nghiên cứu cái quy trình, mẫu quy trình theo quy định 2933, mọi người biết cái quy định 2933 của Bộ Y tế không? Bây giờ nếu làm quy trình kỹ thuật mà muốn đăng ký dịch vụ kỹ thuật mới á, mà đúng á, cho bảo hiểm trả thì phải làm theo quy định 2933 từ hồi tháng 7 2023. Cái quy định đó chính là cái số là quy định là 2933 QĐ-BIT. Thì trong cái quy trình đó nó bắt mình phải xây dựng rất là đầy đủ cho cái phần chuẩn bị. Thì cái phần chuẩn bị đó là có điều kiện nguồn lực, vật tư y tế này nọ gì, nếu họ họ sai cái chỗ mà chuẩn bị đó có phải là điều kiện nguồn lực không? Có nhiều tình huống cái quy trình yêu cầu 10 món nhưng mà mình thiếu hết 8 món vẫn, và thiếu hết 2 món, có 8 món thôi vẫn làm được. Nhưng mà nó có một số rủi ro. Làm được nhưng mà nó có rủi ro, thành ra những trường hợp đó sai như thế thì nó sẽ chấm vô cái khung R. Nói chung là cái bước của mình á, khung R hay khung C hay khung BI hay khung gì á, là do mình quyết nha. Cái ý nghĩa đó mình thấy chỗ mình còn xếp vô khung nào thì mình xếp vô khung đó. Nhất là những cái bước mà nó có nhiều nội dung, có thể nó vừa phải là nếu mà nói thì khung xác định người bệnh, là để xác định người bệnh thì mình phải giao tiếp với họ, mình phải câu hỏi mở gì chắc chắn là để giao tiếp. Vì nếu nội dung đó mà mình thấy xác định người bệnh của mình là quan trọng, chỗ đó quan trọng thì mình xếp nó là BI. Nhưng nếu nó chỉ mình coi nó là giao tiếp thông thường thì xếp vào khung C. Cái đó là tùy nghi của các anh chị thấy nó ở cái bên nào thì mình xếp vào đó. Hầu hết các bước là nó xác định cái khung đó khá rõ, nhưng đôi khi nó chồng lắm. Thì lúc đó mình phải quyết là cái nội dung đó thực tế ở mình là cái nào quan trọng thì mình xếp vô khung đó. Chỉ có vậy thôi. Còn khung R là thuộc về điều kiện ha, những cái chuẩn bị nào này nọ đó, thiếu đủ vậy đó. Ở bên nhân ái thì không biết có nhiều hay không, nhưng ở Nhi Đồng 1 thì cái đó, mấy cái chỗ chuyên khoa sâu á, nó sẽ nhiều á. Ví dụ muốn mổ cái đó thì trước đó không biết nó có thở máy hay không, phải chuẩn bị cái máy thở. Vì thế mà chuẩn bị thiếu cái máy thở là yếu tố nguồn lực. Rồi giám sát vệ sinh tay chẳng hạn, chỗ đó còn xà bông mà không có xà bông là tức là phần của nguồn lực. Họ kiểm tới xà bông á, chuẩn bị tới xà phòng, rồi chuẩn bị khăn lau tay rồi chẳng hạn, những cái khu đặc biệt á, họ phải kiểm cái đó. Rồi không biết chị nào hỏi cái phần nguồn lực, cái khung nguồn lực này giải thích vậy là rõ chưa? Dạ rõ rồi bác. Dạ. Còn ai có câu hỏi gì khác không? Nếu không có câu hỏi gì khác thì trước khi kết thúc á, thì niệm có mọi người chỗ này. Ở trên cái ứng dụng khi mình xài á, nó sẽ có cái ở bên menu này, nó có cái chỗ mà có cái chữ Y ha. Có giống như cái ký hiệu mà mình chắc à. Đó. Thì nếu mọi người có ý kiến gì về mặt cái ứng dụng thôi nha, thì nếu mà ấy thì cũng có thể gửi cái phản hồi này về lỗi á, thì có thể gửi cái này để nó sẽ chạy về cái email. Cái email này hiện giờ nó sẽ chạy về cái email mà cổng thông tin quản lý chất lượng của bệnh viện Nhân Ái, vì cái cổng đó là cái email đó là email thiết kế, thì mọi người có thể gửi vào đó. Hiện giờ mình có thể coi cái email đó, thành ra mình sẽ biết nên chỉnh sửa. Còn và gửi cái này thì không có nhanh được ha, gửi cái này thì sẽ coi định kỳ để có thể chỉnh sửa cái ứng dụng. Cái ứng dụng nó mới được thiết lập, thành ra chắc chắn nó sẽ còn khá là nhiều lỗi. Thì mọi người phát hiện cái lỗi nào á thì nhắn về cho niệm bằng cái này, hoặc là tổng hợp qua cho Thảo, rồi gửi qua Zalo hay email hay gì đó cho niệm với Thúy ở bên
bên nhiên là một biết rồi mình sẽ chỉnh cái ứng dụng cho nó phù hợp hơn. Thì thời mấy bạn cố gắng là xài cái này cho nó nhiều thì mình mới biết cái chỗ nào mình chưa có nó phát hiện lỗi thì nó sẽ chỉnh sửa trong cái thời gian người ta còn hỗ trợ. Rõ chưa? Mọi người rõ cái ý này không?